À, giờ đang nói chiến dịch Tây Nguyên hả? Dạ, chiến dịch Tây Nguyên mà một cái chính của em muốn truyền đạt ở đây là khi mà chúng ta nói về cái giai đoạn lịch sử hay bất cứ một cái gì ấy, thì chúng ta cần phải hiểu biết và có nhìn khách quan công tâm hơn. Nó là không thể nào áp đặt suy nghĩ cá nhân, theo tôi thấy như thế này, theo tôi thấy như thế kia, kể cả những người đã từng qua chiến đấu, nhưng mà ở một cái cấp độ nào. Đó là ở lịch sử thì chúng ta chỉ học ở những người mà chỉ huy hoặc là những người là có dày dặn kinh nghiệm á, thì họ nắm bắt được. Còn lại cơ bản á, thì ví dụ như kể cả bố cầm đi, mà bố có kể đi chăng nữa thì bố cũng không hiểu là tại sao bố có thể kể một trận đánh là thấy như vậy, nhưng mà về cái chiến thuật thì không có biết là tại sao đó, và tại không không biết là tại sao thua và cũng không biết là tại sao thắng. Đó là ở cái chỗ đó là cũng phải có cái nhìn nhận khách quan và tổng hợp tất cả các cái biện pháp để tạo ra một cái trận đánh và cái thuận lợi cũng như là giảm thiểu cái sự hy sinh đó, là chúng ta nhìn nhận công tâm như vậy. Chúng ta bây giờ nếu mà anh cứ đổ thừa cho là hồi đó này kia Ngụy có đánh đấm gì đâu, lo chạy không à, cứ quân giải phóng đi tới đâu rồi Ngụy chạy như vịt tới đó. Nói nghe thì rất là đơn giản ha, anh nghe là anh cũng khoái rồi, Ngụy nó chạy như vịt này kia, nhưng mà thực tế nếu mà suy nghĩ lại, anh đang phủ nhận cái công lao của ai, đúng không? Nếu mà anh lật ngược lại cái vấn đề, cái câu nói đó của em thì đúng không, đang phủ nhận cái công lao của những người giải phóng quân. Là rõ ràng ở đây là em không có đồng ý cái quan điểm như vậy. Nói thì cái nào đúng là đúng, nhưng mà nếu mà khi chúng ta nói thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái câu nói đó của mình, đồng thời phải nêu cái quan điểm của mình là như thế nào, chứ không thể nào nói nửa vời để tạo cho cái người nghe người ta nghĩ rất là đơn giản. Thế nó chạy thế hồi đó mấy ông kia sau nghe kể là chiến đấu gian khổ ác liệt lắm mà này kia, hy sinh rồi nhiều lắm mà sao nghe ông này ổng kể mà ổng sống thời đó mà ổng kể vậy tao thấy dễ quá nha, đúng không? Nói vậy một là hạ thấp cái thành quả, cái thứ hai nữa là đang phỉ báng vào cái công lao, và cái này là có tội với những người đã nằm xuống. Và mời anh cái vấn đề nào cũng được đấy, em nói chủ yếu là Nó nói chung vào đó thôi. ok mà lịch sử và cụ thể là cái trận chiến mà chiến thắng Tây Nguyên Buôn Ma Thuột đó, thì bất cứ cái cuộc chiến nào chúng ta muốn giành thắng lợi đều phải đánh đổi bằng xương máu đó, bằng xương bằng máu của các anh hùng liệt sĩ, chứ không phải tự nhiên mà có. Nếu tự nhiên mà có thì đất nước ta đâu phải 1 triệu mấy liệt sĩ đã nằm xuống, đã hy sinh. Các bạn thấy một con số đâu đâu phải là nhỏ. Nếu mà tự nhiên có chiến thắng thì chúng ta đâu phải vất vả đến hơn 20 năm trường kỳ kháng chiến. Đó là tất cả từ ý chí, từ nghị lực, từ tinh thần, nghệ thuật quân sự để chúng ta có được cái thành quả là ngày 30 tháng 4 năm 1975, chứ không phải tự nhiên mà có ở trên trời rơi xuống. Trước khi chiến dịch Tây Nguyên nổ ra, chúng ta phải so sánh cái tương quan lực lượng, bởi vì cái đám mà thất bại nó luôn nói là khi Mỹ rút quân thì bắt đầu không viện trợ, cho nên là ngụy quyền ngụy quân yếu. Xin lỗi các vị một điều, các vị còn rất mạnh, quân số đông, vũ khí còn trang bị nhiều hơn quân đội Bắc Việt rất nhiều, mà cụ thể là cái chiến dịch Tây Nguyên này. Tham gia chiến dịch Tây Nguyên chúng ta có hơn 65.000 quân, mà trong đó chỉ có 43.000 là quân gọi là quân chủ lực thôi Chủ lực. đó, còn bên phía ngụy quân á là hơn 78.000 78.300. là quân số nha. Đó rồi bên chúng ta là có khoảng hơn 50 xe tăng thiết giáp, hơn 50 chiếc thôi, trong khi bên bên kia là hơn 500 chiếc, gần 500 chiếc tăng thiết giáp, rồi 488. pháo pháo cỡ lớn thì là 376. mình gần 100 thì bên kia tới 370, hơn 370. Mình nói con số tròn để nó dễ nghe, Dạ. mình dễ nhớ, số lẻ là mình khó nhớ hơn.
đó, hơn hoặc gần dễ nhớ đó. Đó là so ba cái tương quan. Còn còn cái hơn tuyệt đối nữa là máy bay, đúng không? Việt Nam quân quân đội Bắc Việt không có máy bay, trong khi Quân giải phóng. quân quân ngụy quân á thì nó có tới 130 máy bay chiến đấu rồi, 250 trực thăng và nhiều cái vũ khí khác. Có nghĩa là nếu mà tương quan lực lượng chúng ta so sánh thì rõ ràng ai yếu thế và ai ai được chiếm thế thượng phong, chúng ta vẫn là cái người yếu thế hơn nhiều. Nếu mà cứ đem con người và vũ khí ra so thì rõ ràng chúng ta không phải là đối thủ. Nhưng mà tại sao chúng ta chiến thắng? Cái câu hỏi chúng ta đặt ra là tại sao? Thứ nhất, đó là nghệ thuật quân sự. Trận chiến dịch Tây Nguyên nó thể hiện rất rõ cái nghệ thuật quân sự của chúng ta. Và rõ ràng chúng ta nghi binh ở Bắc Bắc Tây Nguyên, có đó là Kon Tum và Gia Lai. Chúng ta nghi binh ở Bắc Tây Nguyên nhưng mà hướng tiến công chủ yếu lại là Buôn Ma Thuột. Quân địch hoàn toàn bất ngờ vì điều này. Đó là nghệ thuật quân sự. Mà chúng ta nói ra thì rất là dễ, nói thì rất là dễ, nhưng mà làm được Chào buổi tối. cái nghệ thuật quân sự đó nó thành công được không phải là đơn giản. Bởi vì chúng ta phải đưa quân đội, đưa xe tăng thiết giáp luồn rừng để tới Buôn Ma Thuột. Chúng ta phải vượt qua Kon Tum, Gia Lai mấy trăm cây số, 300 cây số đó. Và rừng đâu phải là cái đường mà chúng ta đi nó bong bong ngoài đường đó. Chúng ta muốn vượt rừng thì phải, rừng thì cây cối nhiều đâu phải dễ đâu, nên là chúng ta đã âm thầm và cưa 1/3 cái cây hết rồi. Chỉ khi mà chờ lệnh một cái là xe tăng ủi ngã cây và chúng ta tiến thôi. Đó, cái nghi binh nó hay cái chỗ đó, mà nói ra thì không phải đơn giản mà ai làm. Nếu làm được thì mình là những người thất bại chứ không phải là người. Đó là nghệ thuật quân sự. Cái trước tiên chúng ta phải nói đến là đó là nghệ thuật quân sự. Cái thứ hai là cái gì? Là lý tưởng, là tinh thần chiến đấu. Rõ ràng chúng ta ít người hơn, ít quân số hơn, vũ khí trang bị chúng ta thiếu hơn, ít hơn, nhưng mà vẫn là cái người chiến thắng, thậm chí là chiến thắng một cách chóng vánh. Cái này chúng ta phải nhìn nhận. Nếu mà ai đó còn mơ hồ thì chúng ta phải nhìn nhận vấn đề là lịch sử là phải phải là trung thực và khách quan. Chứ lịch sử không thể đem cái chủ quan và phán được. Chúng ta cứ phán là tại cái này tại cái kia, Thì đó, không anh có nói tại vậy cái á, gì. ví dụ như anh nắm được á, là chúng ta có cái sự nghi binh, và nhưng mà chúng ta có cái sự dự đoán trước, tức là quấy nhiễu ở cái khu vực quân khu 1 của chúng nó ở dưới là Huế này kia, và chúng ta dự kiến được cái chỗ mà địch đổ bộ đường không và địch chi viện từ hướng nào, chúng ta dự kiến tất cả mọi cái tình huống thì mới tạo ra được một cái thế trận dễ Nói dàng chung như vậy. là nó là một cái chiến trường rộng lớn gồm 3 tỉnh, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk đó. Chứ không phải là một cái cụm rất là nhỏ, cho nên là cái việc tính toán phân 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 bổ mà các cái đơn vị để mà chốt chặn rồi quấy nhiễu nghi binh như thế nào và tiến đánh như thế nào, nó là cả một cái vấn đề. Chứ không phải đơn giản mà chúng ta nói, ngồi đây chúng ta nói thì nó rất dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta đã lâm trận, tham gia trận thì trận đánh, thì chúng ta mới thấy cái tầm của quân đội, của những cái tướng lĩnh của quân đội Bắc Việt họ họ cao như thế nào. Đâu phải Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mà rất nhiều cố vấn quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ họ ở đó, chứ không phải riêng những Việt Nam Cộng Hòa đâu. Họ là thông những tin cái chủ đầu yếu là đầy CIA sạn, nắm, đúng thông không? tin chủ yếu Những cái CIA đầu cung của cấp họ là đó. những cái đầu đầy sạn, họ đã tham gia rất nhiều cuộc chiến rồi. Những cái tướng lĩnh Mỹ họ trải qua rất nhiều cuộc chiến đó, đại chiến thế giới thứ hai, chiến tranh Triều Tiên, rất nhiều cái cuộc chiến, và họ là những kẻ gọi là chiến bại đó. Ta bên luôn chiến thắng chưa chưa hề biết chiến bại, Không có không bên phải đơn bạn giản đâu. Thế nên quân mình ta bao giờ nghĩ là thắng quân là đoàn cái điều có đơn giản. ở quân khu có quân khu luôn, nhưng mà nói chung là thời đó mình chưa có lấy có cái quân đoàn cấp tương đương với quân khu, nhưng mà vẫn thua quân khu Quân một tí đoàn xíu á, thôi, quân chứ còn đoàn thì không. nó dùng quân chủ lực,
chủ lực người ta gọi quân đoàn, quân khu là quân địa phương, hiện tại cũng vậy. Ví dụ như quân khu 7 là nó bố trí ở khu vực mấy tỉnh địa phương, như quân đoàn 4 cũng bố trí ở đó, nhưng mà nó là cái quân chủ lực. Quân đoàn với quân khu khác nhau thôi. Quân đoàn là quân chủ lực đặt dưới sự điều động trực tiếp của Bộ Quốc phòng. Nó còn cái quân khu là phòng thủ khu vực địa phương ở khu của mình thôi. Nó khác nhau như vậy. Quân mình hiểu nó là vậy đó, quân địa phương. Thì ở cái trận chiến dịch Tây Nguyên này thì chúng ta rút được. Xin chào anh Lợi Minh. Số cái bài học chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có được chiến thắng không phải là ngẫu nhiên, không có đơn giản, bởi vì lực lượng của địch rất mạnh, và Tây Nguyên là địa bàn chiến lược không chỉ ở Việt Nam mà cả Đông Dương. Người Pháp người ta từng xem Tây Nguyên là một cái địa bàn chiến lược, chiếm được Tây Nguyên có nghĩa là khống chế cả Đông Dương. Chúng ta qua Lào rất gần, qua Campuchia rất gần, không? Ngã ba Đông Dương ngay Kon Tum. Chào Phạm, ngay ở tỉnh Kon Tum. Cho nên là cái địa bàn Tây Nguyên là một cái địa bàn vô cùng chiến lược. Và sai lầm lớn nhất của ông Thiệu và Bộ Sậu đó là bỏ Bắc Tây Nguyên chạy theo đường số 7. Mà cái này họ gọi là cái gì? Cuộc rút lui chiến thuật. Nhưng mà thật sự đó là một cuộc bỏ chạy hỗn loạn. Chính xác. Hỗn loạn cũng là rút lui chiến thuật. À, nghe câu rút lui chiến thuật nghe nó hay ho. À, này là bạn Phạm à, cái tháo chạy hỗn loạn kêu à, Việt Nam cộng hành á, mà nói là bốn vùng chiến thuật á, chẳng qua là tới bây giờ luôn là vẫn thích nói Hán nói Nho nó thôi, còn thực tế là nó chia bốn phân khu ra thì bây giờ nó gọi văn gọi là bốn vùng chiến thuật này kia. Ghét Trung Quốc lắm nhưng mà bởi cái từ nào cũng có cái chữ Hán đó. Nói là nói theo kiểu gây nó văn vẽ này kia, tệ ý tỏ ra là mình có học, nhưng mà ở đó thời trước thôi, chứ còn Việt Nam thế hệ trẻ bây giờ là Việt hóa tất cả ngôn ngữ rồi, ngôn ngữ hầu như cực kỳ là ít sử dụng tới những cái câu đại loại như vậy kiểu vậy. Thì đó thì cái hệ lụy cái kết quả chúng ta đạt được và phía bên kia là cái việc mà họ rút chạy, gọi là rút chạy mà vô tổ chức. Chào và chúng ta thấy cái đường số 7, chúng ta thấy hình ảnh không, nó giống như là một cái đầu quân ô hợp, không hề có đội hình, không hề có tổ chức đó. Mạnh ai nấy chạy là sao? Thất bại là điều đương nhiên. Và cái đó, cái hệ lụy nó kéo theo là gì? Thất bại Huế, Đà Nẵng và hàng loạt các tỉnh Nam Trung Bộ và cuối cùng là Sài Gòn. Đó là cái thất bại chiến lược. Cái các ông mà ông Thiệu và cái Bộ Sậu muốn giữ là giữ cái ghế và giữ cái Sài Gòn. Cho nên cái tầm chiến lược mấy ông không có cái tầm để mà đối đầu với cái tướng lĩnh của Bắc Việt. Chào bạn Hằng nha. Không ai xứng tầm hết. Cho nên thất bại mà là điều dễ hiểu, mặc dù tương quan lực lượng lúc đó Việt Nam Cộng Hòa còn mạnh hơn rất nhiều quân giải phóng Bắc Việt, mạnh hơn rất nhiều. Khẳng định một điều là từ quân số cho đến vũ khí trang thiết bị, nhưng mà tại sao lại thất bại? Thất bại là vì anh kém. Xin chào anh sĩ. Thất bại là vì anh không có tinh thần chiến đấu. Anh chiến đấu cho cái gì? Hỏi một câu là lính Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu vì cái gì? Phải vì tiền không? Có lý tưởng không? Không có lý tưởng. Được nhân dân ủng hộ không? Không có luôn. Đó. Rồi có đoàn kết không? Cũng không có luôn. Một cái chế độ tồn tại 21 năm mà mười mấy lần đảo chính, tự làm suy yếu mình, thì sao mà thắng được? Đó là cái kết quả tất yếu thôi. À, thực tế là cái chế độ đó, cái chế độ đó tại. Là dân người ta không có đồng ý, thì anh cứ tính đi, cái lực lượng mà giải phóng quân chế độ tại sao lại tồn tại ở khắp nơi, không? Lực lượng giải phóng quân tồn tại ở khắp nơi,
gọi là du kích đó, tồn tại được là nhờ bố Mỹ, nhờ tiền của bố Mỹ. Bố Mỹ rút một cái là thấy ngay cái sự yếu kém ngay bắt ngay từ cái trận mà gọi là đường chính Nam Lào á, cuộc hành quân Lam Sơn 719 đó, muốn thị uy, muốn thử là khi Mỹ rút rồi thì dù cái chiến lược dùng người Việt đánh người Việt nó có hiệu quả không đó. Là đem quân ra cái Nam Lào để chặn đánh cái đường kinh tế của chúng ta, và rồi sao thất bại thảm hại đó. Mà cái trận quân Lam Sơn đó, là anh Nam Phong có cái Lam Sơn 719 có cái chia 571 đó, có cái chia sẻ là lúc đó là tướng Phùng Quang Thanh của chúng ta là lúc đó là đang ở cấp đại đội hay gì đó, mà có cái chiến tích là diệt mười mấy người và đẩy lui cả một tiểu đoàn hay một tiểu đoàn gì của địch đó. Đấy, không anh Hùng người đó không? Thì đó, mà có một tay như vậy nè, còn bay vô còm á, là cái bài đó thì không phải của em, của người khác chia sẻ, mà có một tay bay vô còm như vậy nè. Tôi là cựu chiến binh trải qua chiến trường Campuchia, tôi đi bao nhiêu năm đó, và tôi cũng không biết cái loại lựu đạn nào là có nắp, mong tác giả giải thích cho tôi. Và cái điểm thứ hai nữa là ở một đại đội thì không thể nào mà đẩy lùi hoặc là tiêu diệt cả một cái tiểu đoàn quân như vậy, thì chênh lệch quân số quá lớn, cho nên không thể nào mà có cái chuyện đó đó. Thì em thấy cái còm đó thì thấy cũng nhiều người vô người ta chửi, và có nhiều cái có cái nick chú tẻo thì chú em không biết là của ai, nhưng mà vô phân tích rất là hay. Là đầu tiên đó là về cái lựu đạn đó, thì nó là cái lựu đạn chày thì có nắp, và muốn đeo xung quanh người này chú tẻo nói là đeo mấy chục viên cũng được, chứ nói là ông Hùng cái chi tiết mà ông Hùng Văn Thanh là đeo mười mấy quả lựu đạn lên trên người á, tiêu diệt mấy chục tên địch lận đó, thì là có cái sự giải thích đó. Và riêng cái nhìn nhận của em á, là em chỉ còn vô á, nói là nếu mà anh thực sự trải qua chiến đấu này kia, anh có kinh nghiệm này ha, thì anh tìm hiểu thêm cái cuộc chiến trên đồi không tên, tức là một tiểu đội vận tải thôi, không phải là một tiểu đội chiến đấu của ta, mà đẩy lùi hơn 200 thằng Mỹ ngụy, cộng thêm pháo binh máy bay yểm hộ đó, mà chúng ta ở trên cái đồi không tên đó, chúng ta cầm cự ở trên đó và đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của 200 lính Mỹ ngụy đó. Là cái truyền thống mà lấy địch nhiều á, là của Việt Nam chúng ta là hàng trăm hàng ngàn cái bài học đó, có nhiều cái chiến lệ chứng minh cho chúng ta thấy được là cái sự thật nó như vậy. Mà trong khi cái tay đó tự xưng là cựu chiến binh các kiểu và vô phản bác cái bài viết ca ngợi của đại tướng Phùng Quang Thanh. Là em rồi, cảm ơn. Nói chung là trong chiến tranh nó sẽ có những cái tấm gương, những cái vị anh hùng mà họ làm chào cái việc quê gái không tưởng tượng được, nó không tưởng tượng được. Ví dụ như nữ anh hùng mà Nguyễn Thị Tuyển đó, cân nặng có 40 mấy ký mà vác cái thùng đạn hơn 1 tạ, bình thường không ai vác được, nhưng mà đó là gì? Tinh thần. Chúng ta có một cái tinh thần gọi là yêu nước, muốn thống nhất, muốn độc lập, tự do, và cái tinh thần nó cao hơn tất cả. Và rõ ràng từ cái tinh thần đó mà chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu gọi là gian khổ để mà có cái ngày hòa bình. Nếu chúng ta không có tinh thần, chúng ta không thể nào đi sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đi bằng chân không, chân trần mà đi từ ngoài Bắc vô tới Nam, mà đi đường Trường Sơn chứ không phải đường nhựa như bây giờ. Tự hỏi đường nhựa như bây giờ có mấy người dám đi, có đường đã thẳng bong bong đó. Trong khi đi, chúng ta đi còn gì? Vũ khí, lương thực, rồi mũi rừng vắt, rồi là bao nhiêu khác gần, đúng không? Trên thì mưa bom lửa đạn, nhưng mà tại sao chúng ta lại đi để làm gì? Đó là vì lý tưởng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chúng ta có đòi hỏi đâu quân đội Bắc Việt, bộ đội ta không quân đội bất cứ thứ gì, đúng không? Trong khi lính ngụy sao, một lính đi lính thôi, nuôi cả nhà, đi vì tiền, vì lương,
mà tụi nó đang tự hào về cái khoản là một người nó nói là đi làm, nó không có dám nói là đi lính ngụy gì không, là nói một người đi làm nuôi cả nhà đi đánh đó. Thuê một cái đội quân mà đánh thuê cho ngoài bang ngay trên đất nước mình, có phải là phải dùng máu của chính người Việt để đổi lấy những cái đồng tiền đó về nuôi cả nhà không? Em mong lật lại cái vấn đề chữ như vậy không? Đó. Thì ngay thì chính tụi nó là dùng máu của người Việt, của đồng bào, của dân tộc mình để đổi lấy những đồng tiền để ăn chơi, để nuôi gia đình. Mà bây giờ tới con cháu tụi nó còn cảm thấy rất là tự hào. Thời đó cha của chúng tôi một người đi làm nuôi cả nhà là như vậy đó. Đúng rồi, cái giọng điệu này không ở đâu chứ ở miền Nam này nghe nhiều, tại vì còn sót lại, còn sót lại những cái tư tưởng gọi là nô lệ nó còn ăn trong máu, cho nên là cũng không ít kẻ là thốt lên những câu đó đâu. Ngày xưa sướng lắm, nói một người đi lính nuôi cả nhà, còn một người làm gái nuôi cả họ. Câu đó thì không nghe ai nói đâu, nó nhục quá. Nhưng mà thật sự nó mong một người làm gái nuôi cả họ chứ không phải cả nhà. Nó Mỹ nó qua đây, nó mấy trăm ngàn lên Mỹ qua đây, nó làm gì? Nó lãnh lương xong nó ăn chơi chứ nó làm gì, đúng không? Ngoài là nó đi càng xong về thì bắt đầu nó ăn chơi thì cái tiền nó nuôi gái là đó. Cho nên cái nền kinh tế gọi là nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa là nền kinh tế thôi nè, ăn viện trợ đi lính đánh thuê đó, làm cái ba gái vụ trường khắp miền Nam đó, tới mấy trăm ngàn từ Đà Nẵng trở vô đó, để tụi lính Mỹ nó ăn chơi với lại đám mà đánh thuê của các nước Thái Lan, Đại Hàn, Úc, New Zealand, Đài Loan đó, nó có chỗ xả. Và cái tiền đó nó có sạch sẽ, quá dơ bẩn. Kinh tế thì tự hào là hòn ngọc Biển Đông, mà để cho một nhóm người Hoa người ta nắm hết, không làm được gì.